Tiến này, Tiến Tân này, đây bạn hả? Rồi chào cả nhà nha. Đang đi chạy xe thì phát hiện một ổ cá. Giờ anh em mình chuẩn bị đồ nghề đi bắt cá. Đây là gương mặt sáng giá của sáng giá nhất Tiến Bù Lắc à. Ghê ghê. Đây. Kiếm cá nó cháu. Này không nướng nữa nha bọn. Đang lấy đó thì phát hiện cái chỗ cá láng dữ lắm mà không biết có cá hay không thôi. Thẳng vô ngay cái cống ngay chỗ ông chú đang đứng á. Hello mọi người, lại là mình đây. Lại là mình đây. Hả? Cho lên tivi luôn. Đó ống đó. Đúng rồi. Lọ con kẻ mà đút cái xe kéo luôn, cái một ra hết à. Bao nè. Coi ông bài ông chỉ nè. Ông bài. Đâu? Đây, công nước. Nè Tiến, cái bên này nên lát cái hàng này có rồi Tiến. Nó ngon luôn á. À bên đây nè, mới láng nè. Đây, có cái hàng nè, chỗ này có cái hàng láng lắm. Rút đây nè. Đây là kéo cái vỏ qua luôn hả? Coi chừng đủ mẹ hang rắn hổ á. Đây rắn hổ không là nằm ở dưới đó. Cái hang đó coi chừng rắn cà ri cá đó. Mấy con cá từ rắn nước đâu á. Vũ lấy cái giá xuống còn rắn hổ mình đâu có. Đây đào bắt cái hang, hang mới có đó, rút luôn hang đó. Đó vậy đó, mày giờ cống lỏng vậy nó cũng ở đó đó. Ừ. Cái hang láng thì bệnh luôn á. Khô nó mới vừa ở. Ừ, giá luôn. Sợ rắn nước á, nay lỗ này nó ăn cá. Nó không vô không, cái hang nó hang cá, nó ngồi bụi tổ. Hang này nó ra đây rồi. Anh em đang triển khai. Ê sao đi cái nãy đi la chập đôi vậy, đi chiếc hả? Chập đôi cho nó cứng á, chiếc sợ nó không lòn không. Không được. Một chiếc thôi à. Đây sau đây là màn thể hiện của anh Tân Vlog. Dạ anh Tư Vlog. Hello, chào mọi người. Hello, chào mọi người. Vào dưới kinh gây nước săn bắt cả hái lượm của chúng tôi. Thấy không? Nó qua chưa, nó qua còn dưới xe. Không qua phải không? Bé không phải kèm thẳng mới được. Dính dưới chai anh ơi. Dính dưới chai. Bắt đầu rồi, đầu kém rồi. Tiên lát em thử hàng rồi có cá hai cái lóc trong tiết bao có với em luôn. Nè nắng tăng ơi. Chọt Tiến, chọt Tiến. Đang chưa có vợ nó biết đường chọt đâu. Chọt cái cổng kẽm vô hả? Chưa đâu, hỏi có cá không hả? Bắt cháu cái gì? Có hay vậy á. Hai con cá lóc chà mẹ, bốn con cá lóc chà bá luôn. Hai trời ơi, hai bốn năm con à, năm cá lóc. Chưa qua. Cá tung rồ rồ đó. Kêu không kêu đem cái sẻng lên xúc cái hàng đó. Nó có bụng ở trong trộn nó bị dướng. Ê tới nè. Lụm chưa? Tới rồi kìa. Quá. Rồi không kém ra rồi đó. Đây là hàng của Tiến Bà Lắc ra mọi người. Tiến Bà Lắc hả? Cái cổng lấy lùi rơm thôi, lấy chi cái bao chà bá nữa, cái gì nổi. Bự cái đó làm như bự hơn cái cống hả? Bự lên. Quán cục rơm đi. Đổ ra. Trời ơi. Đổ cái bao kia, bao không thôi. Giờ xài cái bao không được rồi. Bao không đủ rồi. Bao không đủ cái ống đó. Đủ miệng rồi. Đủ cái miệng đi, quán rơm đi ở ngoài. Đủ. Đúng không? Đủ. Cô bác đang trưa này không biết nắng rồi tràn trang trọng khủng thiệt. Còn chú xe, con xe gịnh cái một cá bay lên luôn à.
Rồi vậy ông kéo ơi. Cộng chú xe luôn sáng. Vô. Cộng chú xe, cộng chú xe. Nặng dữ vậy. Đây. Quá vậy, cộng chú xe dịch nè. Rồi đụng cứng nhắc hả. Đi lại đi. Rồi rồi đi em đi, Để em. Không. Công công kẽm nó chuột á, công kẽm nó không cứng kìa. Mưa gió. Đó, ngon lành. Từ từ. Quá trời nước luôn. Nó. Cá đâu? ra đó trời. Rồi cá đâu? Con còn nhái. Kéo coi. Nãy tao nghe rột sao không có. Rồi ông chủ đó cảm ơn đã thông cống giùm. Không có con gì hết. Ủa sao nãy tao nghe rột rỗng rồi ta. Kì vậy? Tung rột cổng luôn á. Nghe đâu đừng có hy nè. Kì vậy. Xin chào các bạn và hẹn gặp bạn các bạn. Chúc bạn may mắn lần sau. Ủa vậy à? Trong cái hàng đó đó, tôi nói cái hàng đó đó. Điện vũ, điện vũ ơi. Nó ngồi trong á. Làm gì? Điện vũ lấy cái đầu lên nè. Chúc bạn may mắn lại. Đâu con? Cái ống cống này á, kéo cái đó là cá nó lọt lại đó à. Không về ra. Lọt không? Lọt lại đó mà. Kéo bít trong cống luôn mà. Phải bít trong cống mới được. Nãy bít luôn mà. Phải bít luôn á. Sợ nó ra khúc ngoài sau, nó ngoài đó đó. Ở trong đây thì bít mà lúa lại chút khúc chỗ ông Tân á, nó hở ra. Cái nữa coi. Làm cái nữa coi. Điện luôn hả? Lụm luôn hả? Cái lóc nè. Ôi, tăng giùm tay áo lên coi. Trời ơi, kéo không ra bắt được luôn. Lâu lấy cái sẹn xuống vô rồi. Hay trời. Trời ơi, trời quá luôn. Ê, đừng cho nó chạy vô nữa. Vậy là còn rồi. Trời, trời ơi nè. Lóc kìa. Ta nghe tung rầu rầu mà. Trời nó thiệt. Nó rút trọng á. Vũ đi hết nổi rồi. Vậy là nó còn quá. Kiếm một cây lên. Để chạy về lấy cái sẹn. Được một bé nha cả nhà. Chạy nó cũng có cái thành quả đâu. Cái sạc răng đó. Sạc răng hả? Ồ. Còn con nào không? Quá đã. Nghe nó tung cọp. Nó ra lôi lại. Để nữa coi. Trong đây có một con cá phi của bạn Tân bán nữa nè. Wow. Quấn rơm vô. Wow. Làm lại cái nữa cả nhà. Kiếm người có một con nữa không? Gì đâu, có một con đâu đúng nó cháu. Nãy ta nghe nó làm sạch. Má giờ kéo ra một bầy luôn à. Kéo ra một bầy rộng luôn. Tụng rồi đó. Tụng rồi đó. Còn nãy xuống rộng. Nãy ta tay ra vô. Tụng rồi. Thấy rồi. Thấy chưa? Rồi. Kéo. Không, cái này chỉ có chiếc xe mới kéo nổi thôi chứ. Đợi chiếc xe huyền thoại của anh núp lên đi. Lấy đồ nghề hả? Hỗ trợ thêm đồ nghề mới được. Ruộng đang thổi rồi nè. Bắn địa nhà. Ghê cho một tay cỡ ngựa, một tay cầm đao. Tay cởi ngựa, tay cầm đao. Rồi quay xe, anh Hải quay xe kéo. Còn Tiến em làm cái hang đó đi, có con lóc nằm trong đó. Tiến
chà, cái len của em hơi bị ghê. Con rơm này bự quá kéo nổi không đây? Trời ơi, con cọp của anh Út mà, lo gì? Kéo được khá. Con cọp này là bao tải mà. Cái nó chui. Quấn cứng cứng ra để nó tuột á. Quấn 2 vòng đi. Chưa kéo gì hết. Và đại ca kêu hái lá gì. Tao đắng rồi, chết luôn. Bởi vậy. Hay ha, nó khôn ghê chứ. Thôi cháy rõ. Đó, vô. Nó vô rồi. Vô không? Đang vô. Gịch. Nó vô được, nó lọt ở trong là được à. Đó, rút quá, rồi. Rút rồi đó. Demo luôn. Chào lên cái cai. Kỳ vậy ta. Kỳ vậy. Con này ở trong nó có hang nữa ta. Ở trong đó thì không có hang rồi. Nãy mày nghe học học đúng không? Đào cái hang đi Tiết, lùm con trong đó đó, nó đừng cãi. Chắc chắn là nằm trong hang này. Không, cái này rắn đâu có ở. Đây phải không? Ừ. Cái này là mình. Đây sẵn. Ủa có rắn cá rồi hả? Này Tiến, yếu như Tiến. Cái hà bứt cái bọc lại đụng má để nó bay vô. Bên đây còn cái hang nữa vậy. Hang bên đó thì không có, có hang bên đây nè. Tí là mặt cua. Hang bên đây nó không có láng bằng hang đó, hang đó mới láng đó. Hãy gãy đang. Rồi thọt đầu thọt tay nắm bên đầu. Rồi, khoan đi. Thôi tôi nắm đầu cái lóc ra coi. Sao đi xéo kìa vậy? Anh đang xéo mà. Láng dữ. Có nước. Vậy nhiều chuyện. Rồi đủ quá tôi quen có miếng nào. Có. Có. Hôm nay nó chết rồi. Mẹ xương hả? Rồi đúng chỗ chết luôn. Đụng đáy luôn hả? Ui quá. Rồi có con mà chui trong nằm chết luôn rồi, rã xương rồi. Siêu phẩm hôm nay là được một con cá lóc dành cho Tiến nha. Vậy con cháu cho Tiến chưa nắng thì phải làm phải sớm. Rồi cũng có cá để quay nha cả nhà, được con cá lóc. Đó con cặp đó mà nó chết con á. Ủa nó có gỡ không kém cho gì em vậy? Chưa thích xe ông đó, lôi em vòng đó. Đi cuốn rơm hay vậy? Trời ơi. Đi phá làng. Trời. Quá trời đi phá làng phá sớm thiệt chứ. Đúng là 12 trưa luôn á. Trời ơi cái tay tôi còn dơn tay ông nữa. Cái gớm nè. Rồi làm cái clip nghe bắt cá của anh em. Trời ơi nó để nó lôi nó chạy luôn kìa. Thì cái thằng chung mình được em cá cửng thôi chứ không được cá lóc nữa. Mà anh em bày bên vũ trận kia quá. Rồi thôi đi về. Chào cả nhà mình luôn nha. Bye bye các bạn Tân. Bye bye cả nhà.